mình quấn dây đồng, quấn ống xăng chống cháy mọi người. Để khi mà xe mà mình bị chuột nó cắn á, cái ống xăng nó sẽ xài được vĩnh viễn luôn nha. Nó mà bị chuột cắn gì hết. Vision phiên bản đặc biệt. Xe này là màu xanh nhám nha mọi người. Đây, hai chị gái đang ngồi ở ngay cái mé cửa này nha anh chị em. Đó, hai chị gái đang ngồi đợi để mình là lắp ráp hoàn thiện rồi giao xe cho hai chị gái đó ha. Hai chị gái rất là dễ thương luôn nha. Xe này là hai chị gái làm biển số ở đâu mà mình quên mất tiêu rồi ta. Ở Bạc Liêu, Đông Hải Bạc Liêu nha mọi người. Đó, Vision phiên bản đặc biệt màu xanh nhám rất là đẹp luôn nha. Đó, màu xanh nhám này nha mọi người. Vision màu vàng nha. Đó. Cái form xe này mình rất là thích luôn nha mọi người. Cái form xe này mình thích ở chỗ là nó là màu xanh đen, dòm nó rất là cứng, cái dàn chân nó màu đen, bánh mâm với lại phụt rồi là màu đen. Bánh mâm thì nó sẽ là mâm 8 cây nha mọi người. Đó, nó sẽ không có giống như phiên bản cá tính, là nó là mâm 5 cây, còn bản này là mâm nó 8 cây nha mọi người. Đó. Xe này là phiên bản đặc biệt thì nó trang bị là khóa smart key ha. Đó, để mình quay ổ khóa cho mọi người xem. Ở khóa smart key, còn ở trong cốp thì nó sẽ có sạc điện thoại luôn. Thì cái này mình đang tháo ra để mình quấn dây đồng, quấn ống xăng chống cháy mọi người. Để khi mà xe mà mình bị chuột nó cắn á, cái ống xăng nó sẽ xài được vĩnh viễn luôn nha. Nó mà bị chuột cắn gì hết. Đó. Đang được anh em gắn thêm một cây phuộc Racing Boy nữa nha mọi người. Đó, này là phuộc Racing Boy chính hãng luôn nha. Ti này là ti 12 ly nha mọi người. Đó, ti này ti 12 ly. Đó. Trời đẹp luôn. Rồi anh chị em nào có nhu cầu cần tư vấn mua xe thì cứ liên hệ dùm cho em là số điện thoại là 0396356356 nha. Bên em có hỗ trợ trả góp tất cả các dòng xe luôn nha. Riêng dòng Vision này bữa nay anh chị em là mua góp thì chỉ cần trả trước tầm khoảng cho em là 4 triệu trở lên thôi là anh em mua được rồi. Và thủ tục rất là đơn giản, cần chứng minh hoặc là căn cứ công dân có chip là các bạn mua được rồi nha. Đó, trả trước 4 triệu trở lên là mua được rồi nha. Địa chỉ bên em nằm ở số 6 khu 1 phường Hòa Phú, khu 1 Bình Dương, cửa hàng xe máy Thanh Phát 2 nha. Rồi Hoàng Mạnh xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị mình nha.